Bây giờ mình thu hoạch vô đây là trái mướp non không à, 2 kg mướp nè. Trái mướp này kỳ lạ quá nè, thấy không, thấy trái mướp kỳ lạ không mọi người ơi, kỳ cục thiệt á. Đó, bốn năm trên nè, này cũng bự á, kỳ không, thiệt là kỳ cục luôn. 2 trái mướp non nè. Mắc cười thiệt chắc. Ai coi chừng gãi. Được 2,5 kg à. Rồi đây, bông cúc tím này lát nữa vô. Này là đỏ thẫm, đỏ nhung á. Lát nữa vô chân vô bình. Ngày mai đám giỗ ông ngoại rồi. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra coi coi trái hổ qua của mình nè, ở trong nè, trong vỏ nè, trái đu rồng mới. Thấy không? Mới lụm được nè, tưởng đâu rớt qua nhà người ta mất tiêu rồi chứ. Rồi, mò mò trên hàng rào thấy, đây, trái hổ qua. Trái hổ qua đây, ngon chửa. Cúng cho ông ngoại cũng khoái ăn hổ qua lắm nè. Ủa sao nó lật màn hình chết cha?